Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ có xoay quanh cái chủ đề là làm sao để chúng ta có thai lại sau khi mà chúng ta hư, sảy hay là lưu thai. Nếu như chúng ta có thai tự nhiên, chúng ta sao làm cái ống nghiệm, chúng ta sao bơm chuột. Đó, chúng ta đã làm rất nhiều cách nhưng chúng ta vẫn có. Đầu tiên rằng là thai lưu, sảy thai và hư thai thì thường là 3 tháng đầu là chúng ta rất là dễ xảy ra. Hai các bạn ha. Thì người ta thấy rằng là có tới 70% những các trường hợp mà các bạn bị thai lưu, hư thai hay sảy thai thì hầu như không có nguyên nhân. Và có 30% là có thể có nguyên nhân. Trong đó chúng ta có thể thực hiện các cái xét nghiệm để chúng ta tìm các nguyên nhân và chúng ta xử lý những cái nguyên nhân đó hả các bạn. Chúng ta cũng đã nghe rất là nhiều các cái loại xét nghiệm, nào là xét nghiệm karyotip, nào là xét nghiệm gen rhombo và PDA, nào là xét nghiệm tinh trùng, nào là xét nghiệm dự trữ buồng trứng. Thì hôm nay bác sĩ Nhật sẽ nói với các bạn về một cái xét nghiệm mà các bạn chắc cũng có bạn có thấy rồi, có bạn có được làm rồi, nhưng ý nghĩa thật sự của nó ra sao và vai trò đó như thế nào trong cái việc chúng ta sẽ xử lý cái thai lưu. Trang web của bác sĩ Nhật thì trên trang web của bác sĩ Nhật thì các bạn vào trang web là bác sĩ Phạm Quang Nhật ha, thì các bạn sẽ thấy một cái xét nghiệm, đó là xét nghiệm anti GPO. Đây là một cái xét nghiệm về tuyến giáp các bạn. Thì cái xét nghiệm này nó như thế nào? Thì chúng ta sẽ thấy rằng cái xét nghiệm này, chúng ta khi có vấn đề sảy thai, thai lưu thì chúng ta nên thực hiện cái xét nghiệm này đi đồng bộ cùng với các xét nghiệm mà chúng ta đã làm. Chẳng hạn anti-phospholipid các bạn ha. Đây là một cái kháng thể kháng enzyme của cái tuyến giáp, thì đây là một cái cơ chế tự miễn, và khi cái kháng thể này sinh ra thì nó sẽ nhầm lẫn với các cái protein khác và sẽ tấn công những cái tế bào khác, trong đó có tế bào sinh sản, và như vậy nó sẽ làm cho thai nhi không phát triển được. Thì đây gọi là một cái bệnh lý tuyến giáp tự miễn ha. Thì ở đây chắc các bạn cũng đã từng làm, thì các bạn sẽ thấy rằng cái tuyến giáp, cái anti-TPO nó tăng bình thường, cái ngưỡng của nó ha, các bạn thấy là cái ngưỡng của nó thì nó chỉ dưới 3-14 đơn vị ha. Thì như vậy những cái trường hợp mà mẹ khi chúng ta thử TSH, cái giá trị từ 5 tới 10 và cái anti-TPO nó nằm cái ngưỡng trên 3-14 thì chúng ta phải cẩn thận. Đây là một cái viêm giáp tự miễn, hay gọi là cái tên là viêm giáp Hashimoto. Thì khi mà có cái vấn đề này thì cái tỷ lệ sảy thai hoặc là thai lưu nó sẽ làm tăng gấp đôi, và tỷ lệ chết chu sinh thì khoảng 20%. Những trường hợp nào mà có thể dẫn tới anti-TPO tăng thì chúng ta thấy rằng đầu tiên đó là viêm giáp tự miễn, hay còn gọi là viêm giáp Hashimoto, bệnh Basedow, cường giáp, viêm giáp, nhiễm độc giáp, các bệnh lý đái tháo đường tiếp 1 hay là bệnh lý lupus ban đầu hệ thống, ngay cả những bạn có anti-phospholipid, thrombophilia cũng có thể tăng anti-TPO. Thì như vậy các bạn có thể tham khảo khi mà các bạn có viêm giáp Hashimoto thì chúng ta có những cái chế độ ăn ha, như trong web bác sĩ Nhật có hướng dẫn cho các bạn, thì các bạn có thể tham khảo trên trang web các bạn ha. Thì như vậy các bạn thấy chúng ta ngoài cái những cái xét nghiệm thông thường thì chúng ta bỏ quên cái xét nghiệm về tuyến giáp,